Xin chào anh Ngô Văn Bang ở Bắc Giang và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em làm video này để test cái sản phẩm là một mạch khuếch đại công suất 16 sò 2 kênh có tích hợp sẵn cái tụ lọc nguồn ở trên đây luôn. Và khi các bạn mua sản phẩm này nó sẽ có bao gồm là một bộ phụ kiện đi kèm theo là những cái ke góc, những cái con ốc và ba cái giắc cắm để chúng ta có thể kết nối nguồn rồi chúng ta bắt cái ke góc vào đây để chúng ta cố định cái mạch này lên trong cái thùng máy. Hiện tại mạch này bên em đang bán với giá là 1 triệu 520 nghìn. Và với phiên bản mạch 16 sò 2 kênh này thì bên em có thêm cả cái phiên bản sử dụng bằng sò NJWK. Nói chung là nó giống nhau tất cả, chỉ khác là nó không sử dụng bằng sò Toshiba nữa mà nó sử dụng bằng sò NJWK. Theo cảm nhận riêng em thì đối với sò Toshiba thì nó sẽ có cho chúng ta chất âm thiên về tiếng bass rất là nhiều. Còn đối với NJWK á, thì nó thiên về các cái chất của âm thanh. Có nghĩa là nó các cái chi tiết âm thanh bass trung check nó rất là tách bạch và nó rất là rõ ràng. Khi chúng ta ở nhà có loa súp á, mà sử dụng bằng sò NJWK để đánh cho loa full á, thì vô cùng là hợp lý luôn. Bởi vì đối với NJWK nó đánh cực kỳ là chi tiết các âm thanh rất là hay. Rồi và hiện tại em đang kết nối cái nguồn cấp vào là 50V đôi. Và nguồn nguồn đơn thì em đang sử dụng bằng nguồn 15V đơn AC để cấp nguồn phụ cho nó. Quạt tán nhiệt thì em đang sử dụng một quạt 12V ở đây. Âm thanh thì em đưa vào lấy âm thanh từ điện thoại này thông qua Bluetooth đi vào một bộ thu Bluetooth và sau đó nó đi ra đây để nó đi vào trong cái mạch này. Còn loa thì em đang sử dụng bằng hai loa bass BMB bass 25. Và lát nữa em test thì trong quá trình em test lúc đầu em sẽ cho nó hát cả hai kênh và sau đó em sẽ tháo từng kênh một, tháo chân dương của từng kênh một ra để chúng ta biết được rằng là cả hai kênh nó đều đang hoạt động anh nhé. Ok, và bây giờ em sẽ test nhạc này. Em sẽ sử dụng một bài hát này, Electron Light của NCS. Rồi, chúng ta sẽ cho nó hát nha. Đấy, như là em rút cả hai kênh ra rồi. Bây giờ em lại cho cái kênh đầu tiên vào. Thank you.
Ok, như vậy là tất cả chức năng của cái sản phẩm này nó hoạt động rất là tốt. Bây giờ thì em sẽ tháo ra và đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ở trên màn hình video. Các bạn cũng có thể sử dụng điện thoại đó để liên hệ qua Zalo. Và ngoài ra thì bên em có cái website tên là linhkien789.vn. Các bạn có thể vào đó tìm kiếm và mua hàng cũng được. Bên mình còn có các cái mạch như là 8 sò 2 kênh, 16 sò 2 kênh, 18 sò 1 kênh, 21 sò 1 kênh, 24 sò 1 kênh, 24 sò 2 kênh. Rất là nhiều các cái mạch công suất Class D khác nữa. Thì các bạn có thể vào trên linhkien789.vn cũng được. Hoặc là các bạn có thể vào trong Sendor, Shopee và Lazada, những cái sàn thương mại điện tử ở đó, thì các bạn tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789 là sẽ thấy cái sản phẩm của shop mình. Hoặc là đơn giản nhất thì các bạn có thể xuống cái phần bình luận video này, sẽ thấy cái link mua hàng. Các bạn bấm vào link mua hàng đó. Đây, cái hộp phụ kiện, cái bộ phụ kiện em sẽ để trong cái khe này. Anh về anh tháo ra và sử dụng nhé. Rồi bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này. Và tất cả những sản phẩm như mạch công suất này thì trước khi gửi đi bên em đều có video test tương tự như này, để cho khách hàng yên tâm rằng là khi khách hàng nhận được hàng thì nó sẽ là cái sản phẩm hoạt động tốt và đúng như video mà bên em quay. Đây, đây là cái dấu ký hiệu. Cái dấu ký hiệu này thì em đánh một cách ngẫu nhiên. Vì vậy là khi chúng ta mà đánh ngẫu nhiên thế này thì nó sẽ không giống bất kỳ một cái ký hiệu nào cả. Để cho anh tin tưởng rằng là chắc chắn cái sản phẩm em đang test trên video này là anh sẽ nhận được, chứ không phải là mình chuyển sang một cái sản phẩm khác để gửi cho anh. Trên mạch này thì nó tích hợp sẵn cái diode cầu và hai tụ này đến từ ENA for Audio. Tụ này là 80V 10.000 microfarad. Đấy, đầu ra loa thì nó sẽ sử dụng bằng hai cái role. Đấy. Và tất cả 8 sò ở trên đây nó đều chạy công suất cả anh nhé. 8 sò này chạy công suất hết, bởi vì là mỗi một con sò nó có một con trở sứ nằm trên đây này. Không có con sò nào là sò thúc hay là sò đệm gì cả, bởi vì là cái khối tiền khuếch đại nó đã nằm ở đây này, nó nằm đầy đủ ở đây này, các chăn Zito này. Đó. Mạch này thì khá là đẹp, khá là gọn. Nếu như anh em nào mà sử dụng làm cục đẩy 4 kênh nhé, chúng ta chỉ cần một cục nguồn như thế này và hai cái mạch này nằm hai bên thì chúng ta có thể làm được một cái cục đẩy 4 kênh với cái độ cao là 2 u. Rồi, như vậy là em xin cảm ơn anh Ngô Văn Bang đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Này, miếng nhôm rất là dày nhé.